các em đến với chuyên mục học toán cùng thầy trường thì qua hai video đầu tiên thầy giáo đã trao đổi với các em các cái dạng cơ bản về phép cộng và phép trừ thì trong đó cũng có một phần nâng cao rồi thì hôm nay thầy giáo tiếp tục trao đổi với các em phần số 3 phần số 3 thì kiến thức cũng tương đối là có cả kiến thức cơ bản và có cả kiến thức nâng cao một chút thế thì các em sẽ phát triển dần dần và các em sẽ nắm được các cái dạng toán nâng cao cũng như là cơ bản của toán lớp 2 liên quan đến phép cộng và phép trừ. Sau đây mời các em. Chúng ta tiếp tục ôn tập cộng và trừ phần 3. Thế ở phần 3 này ta có bài số 5. Thế thì các em nhìn vào cái biểu tượng như thế này thì các em cho thầy giáo biết xem là bài số 5 cho biết cái gì và yêu cầu làm gì. Thì phần cho biết thì có hai phần là phần A và phần B có các cái ô vuông, ô vuông tròn ô vuông ô vuông tròn thế còn yêu cầu làm gì thì các em biết là cái số được viết trong ô vuông thế này dấu hỏi thì các em hiểu tức là chúng ta điền cái số thích hợp vào cái ô trống này đấy nhá thì các em nhìn thế này là các em biết là yêu cầu là điền số vào ô này thế muốn điền số vào ô thì chúng ta hiểu thế này ô thứ nhất là 46 mũi tên sang ô thứ hai nhưng mà để sang ô thứ hai thì chúng ta sẽ cộng với 10. Xong từ cái ô vuông thứ hai này sang sang hình tròn thứ ba thì là khi sang hình tròn thứ ba là phải trừ đi 9. Thế thì để thực hiện cái bài này thì thầy giáo thấy thế này. Từ 46 để sang ô vuông thứ hai là cộng 10. Thế thì thầy giáo cứ lấy 46 cộng 10. 6 cộng 0 bằng 6, 1 4 cộng 1 là 5. Như vậy là được 56. Thế thầy giáo biết là 46 cộng 10 thì ra 56. Thầy giáo viết 56 vào ô này. Đó. Tiếp tục. 56 phải trừ đi 9 mới ra được cái cái hình tròn này. Thế thì thầy, thầy giáo lại đặc tính là 56 trừ đi 9. À chỗ này đặc tính là, là các em lưu ý này. 9 các em phải đặt thẳng số 6 hay đặt thẳng số 5? Đấy. 9 là phải đặt thẳng số 6 vì 9 là 9 đơn vị và 6 này cũng là 6 đơn vị. Còn 5 này là 5 chục các em nhé. Không được đặt thẳng chữ số 5. Đó. Thế thì bây giờ chúng ta lấy 6 không trừ được cho 9 mượn 1 là 16. 16 trừ 9 bằng bao nhiêu? 16 trừ 9 thì thầy giáo lấy 10 trừ 9. Còn 1 như vậy 6 này cộng 1 sẽ là 7. Ở đây không có gì. Nhưng mà nhớ 1 là 1. 5 mà bớt đi 1 thì là còn 4. Như vậy thầy giáo được kết quả ô tròn này là 47. Đó. Sang phần B. Phần B thì lại không cho biết cái ô vuông thứ nhất mà người ta lại cho biết ô vuông thứ hai. Đó. Từ ô vuông thứ hai từ ô vuông thứ hai cộng với 18 với ra ô tròn. Thế như vậy là nó tương tự phần A, thầy giáo chỉ cần việc lấy 24 cộng với 18. 4 cộng 8 thì các em vận dụng cái cách nhẩm của thầy đi, 8 thiếu 2 cho nên 4 trừ đi 2 thì còn 12. Chúng ta viết 2 nhớ 1. 2 cộng với 1 là 3 nhớ 1 là 4 như vậy ô tròn này chúng ta có bốn mươi hai đó thế nhưng mà vấn đề của thầy giáo là vấn đề chỗ này này vấn đề chỗ này này bao nhiêu cộng với sáu để ra hai đấy là vấn đề mà các em tư duy xem bao nhiêu cộng với sáu ra hai Thế khi ta đoán xem cái số trong ô vuông này phải nhỏ hơn 24 đúng không các em? Phải nhỏ hơn. Nhỏ hơn thì khi cộng là với 6 với ra 24 được. Chứ lớn thì cộng lại càng lớn hơn. Đó. Thế các em lưu ý cho thầy giáo như vậy. Như vậy là sẽ nhỏ hơn. Nhưng ta làm thế nào để tìm được? Thì trong trường hợp này này. Trước khi cộng với 6 thì chúng với được 24 như vậy chúng ta sẽ lấy 24 trừ đi 6. 6 thẳng với 4 bởi vì 6 là đơn vị, 4 là đơn vị. Và 14 trừ đi 6 4 không trừ được mượn 1 là 14 14 trừ đi 6 Lấy 10 trừ đi 6 còn 4 4 cộng 4 là 8 như vậy được 8 Nhớ 1 2 trừ đi 1 Đây không có gì thì nhớ 1 là 1 2 trừ 1 còn 1 Như vậy chúng ta được 10 18 Chúng ta thử lại xem 18 cộng với 6 đúng bằng 24 24 cộng 18 đúng bằng 42 Đấy Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong cái bài số 5. Thế thì qua bài số 5 thầy giáo lưu ý cái gì? Lưu ý các em nhìn vào cái ký hiệu là các em hiểu bài người ta yêu cầu làm gì. Cái thứ hai nếu như tính chiều xuôi thế này thì các em cứ lần lượt lấy 46 cộng với 10 thì ra 56, 56 trừ đi 9 thì ra 47. Thế còn phần B. Phần B thì các em thấy là người ta cho là 24 trước. Thế tính xuôi xuống thì là cộng 18 thì chúng ta làm đơn giản nhưng ngược lên thì các em lưu ý đó, cách tính ngược lên. Ngược lên tức là trước khi cộng với 6. Đấy, trước khi cộng với 6. Thì chúng ta biết được 24, vậy nó phải nhỏ hơn 24 6 đơn vị. Thì chúng ta sẽ lấy 24 trừ đi 6 ra 18. Thì đấy là cái vấn đề mà thầy giáo muốn trao đổi với các em ở, ở bài số 5. Bây giờ chúng ta sang bài số 6. Bài số 6. Bài số 6 tính nhanh A là 33 cộng 13 cộng 37 bằng B là 26 cộng 37 cộng 14 bằng C là 37 cộng 35 trừ 5 bằng D là 32 cộng 16 cộng 28 cộng 24 bằng E là 35 cộng 13 cộng 25 cộng 27 bằng G là 35 cộng 37 trừ 5 bằng Đó Thế bây giờ chúng ta tính từng phần 1 nhé các em nhé Chúng ta tính từng phần 1 Thứ nhất. Thứ nhất là gì? Là 33 cộng với 13 cộng 7, 37. Bình thường ấy, bình thường thì các em làm từ bên phải qua bên trái, tức là chúng ta làm phép cộng này chị 33 cộng 13 trước, sau đó chúng ta cộng với 37 sau, đúng không các em? Đó. Thế nhưng mà ở đây thì thầy giáo lưu ý với các em là gì? Có hai phép cộng thì chúng ta làm phép cộng nào trước cũng được. Đấy nha, trong trong một dãy tính mà có có nhiều phép cộng thì chúng ta làm phép cộng nào trước cũng được. Thế như vậy là thầy giáo sẽ làm làm phép cộng thứ đằng sau trước bởi vì thầy giáo thấy này 7 đơn vị cộng 3 đơn vị sẽ là tròn 10 đơn vị, nó chẵn đó đó Thì tương ứng với cái cách tính nhanh nó là vậy Thế còn nếu chúng ta tính thông thường thì là nó không nó không chẵn Thế như vậy là thầy giáo sẽ giữ nguyên 33 này Giữ nguyên 33 này Thầy giáo cộng 13 cộng với 37 Đó thì bây giờ thầy giáo lấy nhát rồi nhá nhát đây 13 này Cộng với 37 này 3 cộng 7 là 10 viết 0 nhớ 1 Sang đây là 4 1 cộng 4 là 5 Như vậy thầy giáo được là cộng 50 Đó Thế và bây giờ thầy giáo chỉ việc lấy 33 cộng 50 thôi Thầy giáo lại nhát ra đây 33 này Cộng 50 này 3 cộng 0 là 3 này 3 cộng 5 là 8 này như vậy thầy giáo được kết quả là 8 13 Thế thì ở đây nhanh ở cái chỗ nào Nhanh là chúng ta đã lấy 13 cộng 7 trước để nó tròn 50 Và các em thực hiện là nó, nó dễ Chứ còn nếu chúng ta cộng này thì chúng ta sẽ cộng nó sẽ khó hơn Có thế thôi Sang phần B Phần B Thế phần B của chúng ta là có cái gì 26 cộng 37 cộng 14 Các em nhìn toàn cục xem Toàn bộ cái, 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 cái dãy tính này. Nếu chúng ta thực hiện 26 cộng 37 thì thì là cách làm bình thường rồi. Còn nếu chúng ta vận dụng cái cách phần A là lấy 37 cộng 14 thì cũng được. Nhưng mà cũng không, không chẵn. Đấy. Cũng rất là lẻ. Thế và thầy giáo phát hiện ra là 4 này thì cộng với 6 này là chẵn này. Thế chính vì vậy cho nên là thầy giáo sẽ đổi chỗ. Thầy giáo đổi chỗ lên là gì? 26, thầy giáo giữ nguyên. Và thầy giáo chuyển 14 lên trên. Rồi thầy giáo với cộng với 37. Đó. Thế thì các em thấy 26 cộng với 14, các em có thể nhầm được 4 cộng với 6 là 10. Nhớ 1 sang đây là 22 cộng 2 là 4, như vậy là sẽ là thành 40. các okay, em 37 40 bây giờ cộng với 37 Vì thiếu một dòng cho nên thầy giáo viết dấu bằng luôn vào đây 40 cộng 37 thì 7 cộng 0, 3 cộng 4 Các em có thể nhận được là bằng 77 Đó Sang cái phần C là phần cuối cùng 37 cộng 35 trừ 5 bằng Thế thì các em lưu ý cho thầy giáo thế này Bình thường thì các em phải lấy 37 cộng 35 trước, sau đó mới trừ đi 5. Nhưng mà ở đây thì thầy giáo thấy 5 này đơn vị mà trừ đi 5 đơn vị thì sẽ chẵn. Thế nhưng mà phép trừ thì ở đằng sau thì có làm được không thì thầy giáo lưu ý với các em là trong phép cộng phép trừ các em làm phép trừ đằng sau đều được nhé. Làm phép trừ trước, phép trừ đằng sau đều được. Nhưng quan trọng là phải bên trước là là phép cộng thì chúng ta mới làm Thế trong trường hợp này thì chúng ta sẽ bằng 37. Giữ nguyên, dấu cộng này giữ nguyên. Và chúng ta làm phép trừ này, 35 trừ đi 5 thì còn 30. Và kết quả, các em đặt dấu bằng thẳng dấu bằng. Ở đây là sẽ là bằng 67. Các em có thể nhẩm được. Đó. Bây giờ chúng ta sang cái cột thứ hai Đây, cột thứ hai đây. Chúng ta có 32 cộng 16 cộng 28 cộng 24 thì chúng ta làm như thế nào? Thế thì nhìn toàn bộ thì thầy giáo thấy nếu 16 này mà cộng 24 thì là chẵn. 32 cộng với 28 thì là chẵn. Thế mà trong này là ba phép cộng liền thì thầy giáo có thể đổ chỗ được không? Thì thầy giáo khẳng định là các em nên đổ chỗ nhá. Đổ chỗ lên để Thế ở đây là 32. Thầy giáo chuyển chuyển cái 28 này lên tại vì thấy 2 cộng với 8 sẽ chẵn cho nên là phải chuyển 28 lên. Còn đây là cộng 16. Cộng 16 thì 28 lên rồi như vậy còn cộng 24. Đó. Thế và qua đây đánh dấu bằng thẳng dấu bằng. 32 cộng 28 10 nhớ 1 thì là thành bao nhiêu? Thành 60. đó bằng 60. Ở đây 16 cộng với 24 các em có thể nhẩm được 6 cộng 4 là 10 nhớ 1, 2 cộng 1 là 2 nhớ 1 là 4 bằng 40. Thế và đây là một cái kiến thức bạn nào giỏi thì các bạn sẽ làm được. Là gì? 6 chục cộng 4 chục bằng 10 chục. 10 chục. Đó. Thế các em lưu ý cho thầy giáo là như vậy. Sang phần e 35 cộng với 13 cộng 25 cộng 27 thì các em thấy là cũng vẫn giống như phần D thôi các em thấy là gì 35 chúng ta cộng với 13 thì lẻ ạ nhưng mà cộng với 25 thì lại thành chẵn đúng không 13 cộng với 25 thì lẻ nhưng mà cộng với 27 thì chẵn cho nên thầy giáo lại dùng phương pháp đổi chỗ đó là gì 35 thầy giáo giữ nguyên 35 giữ nguyên thầy giáo chuyển 25 lên Thế còn đây là 13 cộng với 27. Đấy các em lưu ý thầy giáo chỉ có nhiệm vụ là chuyển 25 lên để 13 xuống dưới. Đấy, 27 vẫn đứng cuối. Và tới đây thầy giáo bằng. Thầy giáo lấy 35 cộng với 25. Các em có thể cộng nhầm luôn là bằng bao nhiêu? Bằng 60. Và các em lấy 13 cộng 27. Các em cũng cộng nhầm luôn là bằng bao nhiêu? Lại bằng 40. Và kết quả 60 cộng 40 giống bên trên cũng là bằng 100. Nếu còn giấy thì các em viết dấu bằng dưới này và bằng 100. Nhưng vì hết giấy, thầy giáo viết dấu bằng bên này. các em lưu ý như vậy. Chúng ta đến với phép tính cuối cùng. Phép tính cuối cùng. Thì các em thấy là phép tính cuối cùng cũng có trừ 5 cũng có 35, cũng có 37, nhưng chỉ khác là gì? Khác là 37 chuyển xuống đây, 37 chuyển xuống. Trong trường hợp này làm thế nào? Trường hợp này nếu chúng ta lấy 35 cộng 37 rồi với trừ 5 thì đây là cách tính thông thường, không phải là cách tính nhanh. Thế mà nếu chúng ta làm phép trừ trước giống như bên này là 37 trừ 5 thì cũng bị lẻ và cũng không phải là cách tính nhanh. Vậy chúng ta làm như thế nào để thể hiện nó là cách tính nhanh? Thế thì thầy giáo thấy này trong phép cộng thì các em thấy là phép cộng có thể đổi chỗ được đúng không? Ừ. đây ví dụ như các em chuyển à, 25 lên trên. còn phép trừ thì có làm được không? thì thầy giáo khẳng định là phép trừ vẫn có thể đổi chỗ được. nhưng đổi thì các em mang cả cái dấu trừ dấu ở đằng trước đi nhé. đây thầy giáo ví dụ 35 thầy giáo giữ nguyên 35. thầy giáo muốn chuyển số 5 này lên trên thì thầy giáo phải mang cả dấu trừ trừ 5 đi. Thế và chuyển 37 này xuống thì mang cả cái dấu cộng 37 xuống. Và tới đây thì các em thấy là bằng bao nhiêu? Chúng ta thực hiện 35 trừ 5 bằng 30. Còn lại cộng với 37. Bằng kết quả sẽ là bằng 67. Đó. Thì đây chính là cái bài số 6 mà thầy giáo muốn trao đổi với các tính nhanh. Thế thì qua cái bài số 6 này các em lưu ý cho thầy giáo điều gì? Thứ nhất là trong phép cộng thì các em có thể là gì cộng phép cộng đằng phía trước trước hoặc cộng phép cộng đằng phía sau trước cũng được, không sao cả. Cái thứ hai nữa là trong phép cộng thì các em có thể đổi chỗ. Ở đây là 26 thầy giáo đổi chỗ giữa 37 và 14 đổi chỗ, cũng tương tự như phần đây các em có thể đổi chỗ được nhé. Mục đích đổi chỗ là để cho cộng nó chẵn để chúng ta có thể nhẩm được. Thế còn trong phép cộng và phép trừ thì các em lưu ý là phép cộng đứng đằng trước, phép trừ đứng đằng sau. Chúng ta có thể làm phép trừ trước rồi cộng sau. Thế và trong trường hợp này thì chúng ta nhớ cho thầy giáo một cái kiến thức là gì? Ta có thể đổi chỗ cả phép trừ. Bình thường thì đổi chỗ phép cộng thôi đúng không? Nhưng nếu đổi chỗ cả phép trừ thì các em lưu ý là mang cả cái dấu đằng trước đi này. Ví dụ 5 chuyển lên thì chúng ta mang cả trừ 5 chuyển lên thành 35 trừ 5. 37 chuyển xuống thì mang cả dấu cộng đi là 37 cộng 37. Đó. Thì đấy là bài số 6 thầy giáo muốn trao đổi với các em. Đây là những cái kiến thức rất là quan trọng để các em nắm được để các em sẽ vận dụng và các em sẽ tính nhanh ở trong nhiều bài toán nâng cao mà sau này các em sẽ học. Thế thì nội dung thầy giáo trao đổi đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở video tiếp theo. Xin chào.